Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Đây là video em sẽ chia sẻ với các anh về cái vận trình, vận hạn xui rủi như thế nào trong cái 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Phần đầu của năm 2021 thì em đã chia sẻ ở trong một cái video tên là tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2021, năm Tân Sửu và vận hạn 6 tháng đầu năm rồi. Đây là video em sẽ tiếp tục nói lại những tháng còn lại, như tháng từ tháng 7 tới tháng 12 để các anh biết mà đưa ra cái nhận định ứng dụng cho mình được tốt đẹp hơn, để mà sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ lại để chuẩn bị đón cái năm tuổi của mình, năm 61 tuổi, năm Nhâm Dần ở năm sau, năm 2022. Thì trước hết là phải tổng hợp lại rằng như thế này: các anh trai á, mà tuổi Nhâm Dần chịu là các anh phải sinh vào cái thời gian từ ngày 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 24 tháng 2 năm 1963. Đây là cái khoảng thời gian mà những người Nhâm Dần phải chịu sự chi phối của người Nhâm Dần. Người này là mệnh kim bạch kim. Người ta đã cầm tinh con cọp nhưng mà tướng tinh lại là con ngựa chạy nhảy cũng khá nhiều, bôm ba dữ dội. Trai đinh nhâm thì sướng thân, nhưng mà Nhâm Dần thì không hề sướng chút nào. Phải bươn ba khá nhiều chuyện, lận đận ở khá là nhiều cái giai đoạn trong cuộc sống. Đây là cái giai đoạn các anh có nhiều cái sự thuận lợi, an yên trong cuộc sống. Tuy nhiên, phải nói một điều rằng người Nhâm Dần không có nhiều năm liên tiếp mà thịnh vượng. Chỉ cứ 2-3 năm cái lại gặp một chuyện gì đó, rồi lại xuống, rồi xong rồi lại trồi lên, trục xuống. Nó là một cái người gọi là nhiều thăng trầm, đặc biệt là năm mạng. Rồi, người mệnh thủy gặp một cái năm Tân Sửu là năm mệnh thổ. Thuộc thổ thì rõ ràng là không tốt đẹp về bụng mặt và sức khỏe khi năm nó khắc cái bụng mệnh của các anh, thổ khắc thủy ha. Cho nên là chủ về đau ốm, công việc sẽ có nhiều khó khăn, không được thuận lợi. Gặp sao chiếu mệnh của năm lại là một cái phá tinh tên là Văn Hớn. Đây là một hỏa tinh. Người ta nói là người nam mạng mà gặp hỏa tinh Văn Hớn thì công việc làm ăn chỉ ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên chú ý đề phòng chuyện thương tật đau ốm, cẩn trọng chuyện tai hình, kiện thưa hay tai bay vạ gió bất lợi nhất vào tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Đề phòng gia đạo không yên và chuyện quan sự ở trong con cái. Năm nay thậm chí là các anh rất dễ gặp. Các anh không gặp thì con cái của các anh phải đáo tụng được, mọi chuyện nó không tốt đẹp cho lắm. Hạn của năm là hạn Thiên La. Gặp hạn này thì phải cẩn trọng sức khỏe, ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Đó là cái hạn của năm. Vì cái năm đã thấy là bổn mệnh đã khắc mình rồi, hạn gặp hạn Thiên La nữa thì cẩn trọng bộ mạng sức khỏe giùm em. Vận niên thì là vận niên tốt, người ta gọi đây là vận niên Dương Hồi Ngạn. Là một vận niên tốt sẽ gặp nhiều cơ hội tốt, đường công danh có nhiều triển vọng, công việc kinh doanh dễ phát tài, có tin vui trong gia đình, chủ là thêm người cưới dâu hoặc là gả con thêm dâu thêm cháu. Ra ngoài thì đi đứng nhớ cẩn thận, tiền bạc cẩn trọng coi chừng xảy ra mất mát, đặc biệt là trong tháng 7. Với cái vận niên Dương Hồi Ngạn cộng kết hợp với tất cả mọi thứ như thế, phần mà tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì em đã chia sẻ ở trong cái vận trình 6 tháng đầu năm cũng như tử vi nguyên năm Tân Sửu rồi. Nếu mà các anh muốn coi lại thì các anh nên coi lại cái video đó, tìm cái video đó mà coi. Vận trình 6 tháng cuối năm dĩ nhiên sẽ bắt đầu bằng tháng 7. Tháng đầu tiên của cái vận trình này là tháng cô hồn của người Phật giáo. Tháng này thì sẽ có nhiều theo thuyết của người đạo Phật là tháng xá tội vong nhân, cô hồn nó từ dưới địa ngục được gọi là đi nghỉ phép, cho nên là sẽ có nhiều chống phá nếu như mà người nào đó mà gây ra oán nghiệt rồi này kia. Nhưng đối với cái gọi là tín ngưỡng dân gian về tử vi phong thủy thì tháng 7 âm lịch chỉ là tháng bính thân. Tháng này cái sao Văn Hớn nó hoành hành mạnh đối với tuổi của các anh. Tháng bính thân là một tháng hỏa,
Như vậy xét về trụ mệnh, người bệnh kim gặp tháng hỏa là tháng khắc bản mệnh, bản mệnh sức khỏe không được tốt đẹp. À, chưa gì là thấy bổn mạng là không ngon rồi đó, tháng này bổn mạng không ngon nè. Người ta nói khi mà bổn mạng như thế này thì phúc tinh và tài tinh ở trong cái tọa không tử mệnh, tọa không tử mệnh của mình nó sẽ mất đi tác dụng, phá và bại tinh nó hoành hành. Cẩn thận cái tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bổn mạng của các anh khi đây là thâm thổ, các anh là người bệnh thủy. Thiên can chữ nhâm của các anh nó khắc chữ bính, thiên can khắc tháng, công việc dễ xảy ra điều không tốt đẹp, chống phá, làm ăn mua bán thì tháng này coi chừng bị người ta gạt mất tiền. Địa chi thì người tuổi dần gặp tháng thân, đây là một cặp địa chi người ta gọi là lục xung, sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, dần thân tỵ hợi, dần thân sát nhau ha, chính xung lục xung, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều chuyện bất ổn, thậm chí ở trong những cái mối quan hệ trong xã hội. Rồi cái tháng này sau vân hớn hành hỏa nó lại phát huy tác dụng nữa, thì cẩn trọng nhiều điều ở trong tháng này đối với các anh tuổi nhâm dần. Giúp em ha. Tháng tiếp theo là tháng Đinh Dậu, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021, tiếp tục lại là một tháng hỏa nữa. Như vậy xét về trụ mệnh thì cũng khá là giống với lại tháng 7, khi hỏa của tháng khắc kim của bản mệnh, bổn mệnh và sức khỏe, cẩn trọng coi chừng tai nạn phạm thân nguy nan tới bổn mạng của mình. Nhưng tháng này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tháng 7. Vì sao? Vì dù gì đi nữa cái thiên can về cái trụ mà về làm ăn đỏ đau đầu thì có chữ đinh của Đinh Dậu hợp với chữ nhâm, thiên can thuộc ngũ hợp, thuận thành hanh thông nhiều việc, thậm chí là có tài lộc lớn đối với người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 cả nam lẫn nữ mạng. Địa chi Dần Dậu thì không cung sát, không hình hại, không có xấu giống như là cái tháng 7, cho nên gia đạo tình cảm mọi chuyện sẽ đỡ đần hơn nhiều. Cái mọi người nghĩ là rớt cái hố xuống tháng 8, tháng 7 mà nhảy qua tháng 8 mà đi thẳng lên lại luôn là không phải, nó chỉ là ngóc lên lại thôi, tốt đẹp hơn tháng 7 tí xíu thôi, chứ còn không thể nào mà nhảy lên tốt hoàn toàn được, đúng không? Rồi tiếp tục là tháng 9, tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất thì thuộc mộc, như vậy xét về trụ mạng là sao? Kim của bản mệnh khắc tháng, bản mệnh cho nên là sức khỏe bổn mạng cũng không được tốt đẹp, đỡ đần hơn cả hai cái tháng 7 và tháng 8 thôi, chứ còn vẫn tốt thì vẫn chưa đúng. Rồi thiên can chữ Mậu của Mậu Tuất tháng sẽ khắc chữ nhâm, tháng khắc thiên can xấu, cẩn trọng công việc lâm vào bế tắc, thậm chí đáo tụng đình ở trong cái tháng này. Hãy nhớ rằng cái sao của văn hớn là cái sao hồi nãy là khẩu thiệt thị phi, rất dễ đáo tụng đình, thậm chí là chuyện không phải của mình cũng phải đáo tụng đình, đến cửa quan không tốt đẹp. Cái gì chứ mà đi đến cửa quan mà thấy không ngon rồi, dù là thời phong kiến hay thời này không có cái gì mà thấy tốt đẹp hết á. Địa chi người tuổi dần gặp tháng Tuất là thuộc cái nhóm tam hợp dần ngọ tuất, thì có thể nói tháng này gia đạo tình cảm, thậm chí là các mối quan hệ xã hội trong công việc, hay đơn giản là có thể nếu gặp khó khăn ở trong công việc sẽ có quý nhân hoặc bạn bè giúp đỡ của mình, chỉ đưa đường chỉ lối mà cái việc đó nó đỡ đần đi ha. Hy vọng với cái tam hợp này sẽ phần nào làm cho cái chữ Mậu của tháng khắc chữ nhâm giảm bớt đi, bớt cái hung hại thiệt hại cho cái người của các anh ở trong cái tháng này về công việc và tài lộc. Tiếp theo là tháng 10 của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 10 của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi là một tháng mộc nữa. Như vậy xét về trụ mệnh là kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ. Thiên can kỷ nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, đây là tháng không có nhiều cái sự chống phá ở trong công việc mọi thứ nữa, giống như là cái tháng 9 khi chữ Mậu khắc chữ nhâm. Địa chi thì thật sự rất là tốt đẹp, dần hợi,
Nhiều người không biết kêu dần thân tỵ hợi nằm trong bộ tứ hành xung là xấu, nhưng thật chất ra cái bộ tứ hành xung này rất đặc biệt. Dần với hợi là lục hợp, thân với tỵ là lục hợp luôn, cho nên đây là một cặp địa chi lục hợp. Gia đạo tình cảm của cái tháng này sẽ tốt đẹp, tháng này dễ gặp lại bạn cũ ha, người yêu cũ. Nói giỡn gì thôi chứ các anh nhâm dần gặp người yêu cũ chi nữa, đúng không? Bây giờ chỉ chí thú làm ăn con cái vui vẻ là được, cho nên là tháng này là tháng con cái, mọi thứ rất là vui vẻ. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 là tháng Canh Tý, tháng này là một tháng Thổ. Như vậy tháng Thổ của năm Thổ các anh mệnh thủy là không tốt đẹp về bổn mạng rồi. Các anh là người mệnh kim, tháng Thổ của năm Thổ, năm Thổ các anh là người mệnh kim, gọi như là Thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và đại tinh vì thế được hưởng lợi quá tốt đẹp. Ok, tháng này ngon lành về bổn mạng sức khỏe, qua được tháng 10 là thấy mọi thứ là về sức khỏe của các anh ok, không vấn đề nữa. Thiên can canh nhâm không xung không hợp là trạng thái cực mạnh tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của canh là kim, nhâm là thủy, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, tốt cho tài lộc nhưng mà không lớn, đừng có mong cầu gì nhiều quá ở trong cái tháng như thế này. Địa chi tí dần thì không xung không hình không hại, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này cũng tốt đẹp, không vấn đề gì nhiều. Các anh năm 2022 á, là chịu năm tuổi, người ta gọi là năm trực thái tuế, tức là thái tuế trực chiếu mình. Đối với em á, là em tìm hiểu nhiều á, thì thái tuế nó sẽ đi từ bắt đầu chuyển vận từ tháng 11 của năm trước, tức kết thúc từ tháng 11. Thí dụ như là người của các anh đi là bắt đầu từ tháng 11 của năm 2021 là thái tuế nó đã chuyển vận, nó đã tác dụng lên người mình và kết thúc ở năm tháng 11 của năm 2022. Cho nên bắt đầu từ tháng này thì thái tuế đã hoàn thành, các anh nhớ cẩn thận rất là nhiều điều. Chưa chắc gì là cái tử vi vận hạn nó viết như vậy, chia sẻ theo đúng như vậy là nó sẽ hiển thị như vậy đâu, nó sẽ còn xấu hơn cái mức của em chia sẻ một chút, nên các anh nhớ cẩn thận dần. Tháng tiếp theo của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu, tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu là tháng Thổ, như vậy xét về trụ mệnh là Thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tốt ha, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, phát huy tác dụng tối đa. Thiên can thì tân nhâm cũng khá giống với lại tháng 11 ha, tân nhâm thì không có xung không khắc không hình không hại, công việc cũng không có vấn đề gì nhiều. Nhưng nạp âm ngũ hành của tân canh dĩ nhiên là kim và nhâm là thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, tháng này dễ có tài lộc nhưng không lớn, đừng có quá mong cầu. Thí dụ người ta thiếu nợ 500 đi lấy 200-300 thì chứ không lấy hết được ha, các anh nhâm dần là phải nắm chắc được cái phần này của mình. Địa chi Sửu dần không khắc không hại không hình không xung, cho nên là gia đạo tình cảm của tháng này sẽ vui vẻ. Dĩ nhiên là điều đó là phải đúng thôi, vì các anh ở tuổi này thì con cháu thì cũng đã có, tháng 12 thì là cái tháng Tết ha, con cháu nó sẽ về vui vẻ, mình ngóng chờ nó về để xung vầy gia đình cho nên vui vẻ. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ với các anh tuổi nhâm dần sinh năm 1962 những cái thông tin cơ bản về vận hạn 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh những cái tháng mang nhiều cái tiềm ẩn là tháng 7, tháng 9 ha, đặc biệt là tháng 7 khá là nhiều cái chuyện xung khắc và xui rủi, các anh phải cực kỳ cẩn thận tháng đó về mọi mặt, chứ không chỉ riêng về bộ mạng sức khỏe hay là công việc làm ăn gia đạo tình cảm. Riêng thì tháng 9 thì mình cẩn thận ở cái công việc làm ăn mà thôi, đúng không? Hy vọng rằng các anh ứng dụng được cái thông tin em vừa chia sẻ mà để có được những cái thành công, cũng như hạn chế được những cái thất bại ở trong cái năm là bản lề bước vào năm tuổi của mình. Hy vọng rằng các anh ứng dụng nó tốt để mà thành công thật sự. Các anh xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây.
để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh cũng như là người thân con cháu của mình. Rất vui vẻ gặp lại các anh những video sau. Bye bye.